Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hà Lan và Bắc Macedonia sẽ có cuộc chạm trán trong trận đấu cuối cùng tại bảng C Euro năm 2021 diễn ra vào 23 giờ đêm nay, 21 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Macedonia sẽ có một cuộc chạm trán với Hà Lan trong trận đấu cuối cùng tại bảng C vòng chung kết Euro 2021 với việc đã chắc chắn bị loại. Đây sẽ là trận đấu mang nhiều tính danh dự với đoàn quân của huấn luyện viên Igor Anglovski. Bắc Macedonia được xem là một đội bóng lót đường tại bảng C và quả thực đội bóng tới từ vùng Đông Nam Âu. Ở châu Âu đã có 2 trận mở màn toàn thua trước đội tuyển Áo và đội tuyển Ukraine. Ở lượt trận cuối cùng, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Igor Anglovski gần như đã không còn, bởi đây có chăng là cơ hội để lấy lại danh dự của một đội bóng với điểm số đầu tiên tại Euro 2021. Về phía Hà Lan thì cơn lốc màu da cam đã chắc chắn xuất đi tiếp với ngôi đầu bảng C sau khi đánh bại cả Ukraine và đội tuyển Áo. Trận đấu sắp tới được cho sẽ là chỉ mang đi tính chất thủ tục với thầy trò của huấn luyện viên Vlad De Bauer. Trong quá khứ thì Bắc Macedonia và Hà Lan từng có 4 lần chạm trán, trong đó Hà Lan thất bại trong cả 4 lần với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Bên cạnh đó thì cơn lốc màu da cam cũng nã lưới đối thủ đến 8 bàn, tương đương trung bình là 2 bàn trên 1 trận. Cuộc chạm trán sắp tới được dự đoán là sẽ không hề dễ dàng với Bắc Macedonia. Mặc dù đã giành vé đi tiếp, tuy nhiên thì Hà Lan chắc chắn không muốn nhận một thất bại. Một chiến thắng trong trận đấu này sẽ là bước đệm để thầy trò huấn luyện viên Fran De Boer tự tin bước vào vòng 1/8 Euro 2021. Thưa quý vị và các bạn, dự đoán là đội tuyển Hà Lan sẽ đưa ra một đội hình mỏng hơn, có lẽ là yếu hơn để thi đấu với Bắc Macedonia trong trận đấu này. Thưa quý vị và các bạn nhận định và dự đoán kết quả của trận đấu ra làm sao? Đừng ngại ngần để lại bình luận ở phía dưới quý vị nhé. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trước khi trận đấu này được phát trực tiếp quý vị nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Kính chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Đừng quên ấn like, chia sẻ video này nhé. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như để nhận được thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất dành cho quý vị và các bạn mỗi ngày ạ. Vâng ạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.